Radio. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Con chim vàng được trích trong tập sách Chiếc lược ngà của tác giả Nguyễn Quang Sáng. Con chim vàng Cây trứng cá trước sân nhà đã hết mùa, chim chóc ít đến, sâu đo xanh đo thoang thoát trên những đầu lá trắng li ti màu phấn mốc. Một hai cơn gió to uống quằn những cành lá thấp là đà, sau đo nếu những sợi tơ buông mình rơi xuống đất bò lỉnh nghỉnh đứng gió cây trứng cá yên lặng buồn hiu mấy hôm nay có con chim cánh vàng như nghệ mỏ đỏ như son ngày nào cũng xà cánh đáp xuống đây hai chân nó quấn chặt vào cành thòng mình xuống ngẩng cổ lên đưa mỏ đỏ gấp lấy sâu ăn no nó trụ cánh trĩa lông nó nhảy nhót hót líu lo thằng quyên đứng dưới gốc dòm lên nghe vui tai đẹp mắt làm sao nó yêu quý con chim quá đêm nằm thằng quyên chim bao thấy bắt được chim nhốt vô lồng đút mồi cho ăn con chim nhảy nhót chốc chốc lại cất tiếng lạnh lót nhớ tới nó khoái trí ngã ra cười hiếp mắt nó bảo mẹ bắt cho kỳ được đang ăn cơm nhớ tới chim là nó hất chén liệng đũa khóc lên đưa tay chụp chụp lấy con chim vàng nó không thèm chơi ngựa cây xe hơi tàu lặn nữa nó giật mình dậy là nó nhắc đến chim vàng cũng con chim này đối với bào thì khác hẳn. Bào rất căm ghét con chim vàng. Có lúc nghĩ thấy con chim bị bắn nát đầu, rơi xuống, dài sợi lông vàng bay theo, bào hả dạ lắm. Thằng Quyên 10 tuổi là con nhà chủ, cha nó là hương quản trong làng. Bào 12 tuổi là đứa ở chăn trâu cho nhà này. Đêm ngủ, bào trăng trọc tìm mưu bắt cho con bà chủ. Bắt không được chim, không được ăn cơm. Hai năm trước, mẹ bà mắc nợ nhà này hai thúng thúc. Nó đòi ngặt, bà phải đến ở đợ. Nhưng nợ đó không bằng nợ con chim vàng. Gặp bà nó đòi, bà chịu đòn để thế. Bà sợ quá, bữa nào cũng trình cũng bắt. Nhưng bắt làm sao được, nó có cánh, vừa leo lên là nó dục mất. Có khi còn ỉa xuống mặt bào Hết phương cách rồi Chiều đó bào về Thằng Quyên đòi chim Bào hai tay bưng chiếc nón lá rách Đựng đầy đồ chơi bào hại giọng năn nỉ trâu nè cậu trâu đực trâu con trâu cái tôi nắng bằng đất sét mỡ gà tốt lắm đó tôi lặn dưới sông móc tới đứng bóng nắng tới trâu ăn no nè cậu cậu rờ thử coi tôi lấy miệng chén mài sừng nó nhọn quắc nè trâu này tốt hơn chim vàng đó cậu thằng quyên quen tính được mẹ nuông chiều không giữ ý cái gì là nó dãy nảy lên nó đưa chân đạp nhẹp mấy con trâu đất khóc trẻ lên nó khóc mà không chảy nước mắt Bảo không khóc mà nước mắt cứ tuôn ra Bảo tức, sợ và tiếc Bảo lượm lại từng cục đất Nắn nót lại cái đầu cái chân Thằng Quyên vẫn khóc Nó nhào tới chụp lấy đất liền tới tấp vào mặt bào Rồi nhào lăn ra thềm Đập chân đành đạch, gào lên Mày bắt con chim vàng cho tao Má ơi Mẹ nó tới Hầm hầm như bị ai giết con Nó quơ cả trâu đất cả chiếc nón lá trách đội giữ trâu của bào liền tung ra sân rồi xỉa xói mặt bào mày khôn hơn con tao được hả mày lôi đất vô nhà tao làm cái quái gì nhà tao đâu có thiếu đất mà thằng cha mày sụp lỡ kìa đem về mà đắp để lấy lòng con nó đánh bào té nhủi rồi bế thằng quyên vào lòng ôi trời ơi tội nghiệp con của tôi số khổ quá mà thứ con chim vàng như vậy mà không có để mà chơi chứ đêm nằm Bào có ngủ được đâu bên mấy nhà lụp sụp tiếng giọng kẻo kẹt giọng hát tru em nhăn vẳng ầu oh, ơ chim truyền nhành ớt liếu lo bản sầu con bạn ốm o gầy mòn thằng quyên nằm trên nệm thiêm thiếp nghe hát đến chim nó nhào dậy khóc bắt chim cho con mẹ bào nghe quyên khóc lại lo ngày mai không có con chim vàng bào ngồi dậy tựa lưng vào chuồng trâu nhìn ra trời mênh mông trăng sáng dằn giặt. Bào trón rén bước ra cây trứng cá nhìn lên lá khẽ sao động như bầy chim mê ngủ Bào lấy đất dục lên đất rơi tòm xuống ao cá con chim vàng không có ngủ ở đây nó đâu rồi kìa Bào ngồi xuống gốc trứng cá xoa xoa mấy đầu trọc hếu như sọ dừa Bào đã tìm ra kế nhân lúc trăng châu Bào chặt nhánh ổi lấy mảnh vỏ ốc chuốt thành nạn bầu buộc dây chung vào dương buông bắn dù dù Bào dò luôn 10 viên đạn Được rồi, nhất định bắn rơi con chim vàng Bào bước vô nhà Hớn hở như tá điền có tiền trả nợ Thằng Quyên hỏi Chim vàng tao đâu? Đây nè cậu, dạng thung nè cậu Tôi bắn nó rụng như lá cho cậu coi Tức thì thằng Quyên nhăn mặt Dậy lên Không, mày bắn chết chim tao Bào định năn nỉ Mẹ nó đã chỏ vào Con tao chơi chim sống Chứ vũ cha mày đâu mà bắn chim cho chết hả mày Bào trả lời Nó có cánh không bắn làm sao mà bắt được Mẹ thằng Quyên sấn tới Giận dữ Tao không cấm mày bắn Mày muốn bắn mấy cái thì mày bắn Miễn đừng có chết, đừng có què Đừng có gãy cánh chim của con tao thì thôi Bào tức quá Không trúng, làm sao mà bắt được Mẹ thằng Quyên nổi lửa lên Nó giận đứa ở, dám cãi lại Nó bảo Mày bắn cho nó giật mình Chết giấc té xuống không được hả Mấy đầu bào cúi xuống Nhẹ nhẹ lui một bước Rồi môi bào miếm lại Mắt liếc mẹ thằng Quyên Tay run run nắm chặt dạ áo trì xuống Bào giận sôi lên Quên mình là đứa ở liền dàn thung trước mặt nó Tự lại Bà có giỏi bà bắn đi Nó quơ cây rượt theo bào liền dung dút Quá căm tức thì chống lại Chống rồi bào lại sợ bảo đến thằng Nguyên. Cậu, bữa nay thế nào tôi cũng bắt được con chim vàng cho cậu. Thằng Nguyên ngẩng đầu lên, mắt nó long lanh, ôm lấy bào. Nó hỏi, khi nào? Bào đưa nhánh tre có sợi nhợ cho nó coi. Nè, bảy gai nè cậu, mà cậu cho nó một trái chuối chín đi. Thằng Nguyên nhảy tưng lên, rồi cắm cổ chạy thẳng vô buồn, bẻ luôn hai trái. Nó đưa hai trái chuối cao chín vàng khoe với bào. Nó cười hiếp hai con mắt, Lần đầu tiên nó cúi đầu sát vào bào Xem bào buộc quả chuối vào bẫy Suy nghĩ thế nào Nó quay ra lắc đầu Chim nấu ăn chuối đâu Nó ăn chứ cậu Phải chim hát bội chim sâu đâu Con chim này nó ăn sâu mà ăn chuối nữa đó cậu Tôi coi trâu tôi thấy nó xà xuống giường chuối hoài à Bỗng mẹ thằng Nguyên nện guốc bước tới Nó trốn mắt nhìn hai quả chuối cao Nó thét lên À mày gạt con tao ăn cắp chuối đó hả bào lưu luôn, luôn mấy bước, nép mình vô tường, mặt lắm lét. Dạ thứ ba, con xin chuối chính là mồi bắt chim cho cậu. Chuối của tao là cúng thổ thần, chuối tiền, chuối bạc, chuối gì chuối cho chim ăn, mày treo lên cây bắt sống nó cho tao. Mẹ thằng Quyên vừa chửi, vừa nhìn quanh quất kiếm cây, bào liền cái bẫy chạy mất. Không còn cách nào hơn nữa, bào quấn cây lá đầy mình, treo sẵn lên cây từ sáng sớm. Nhánh cây trứng cá mềm quằn xuống, bào thụt vô, tựa lưng vào cành to Thằng Nguyên đứng dưới thét lên Mày ra nhánh ngoài chứ Bào rung quá Chân cứ thấy nhột Nhìn xuống thấy chóng mặt Dòm trời cao dút Một chấm đen bay tới Rõ là con chim vàng Nó lượn mấy dòng Vừa xà cánh đáp Bỗng nó hút quảng vút lên kêu chue chue Mẹ con nói chạy vô nhà ló đầu ra Mày đừng có rung chứ Mẹ thằng Nguyên nhìn theo con chim mình vàng như nghệ, mỏ đỏ như son không chớp mắt, Bào, con nín thở cho em con, ráng con. Con chim bay qua nhảy nhót trước mặt. Bao vừa thò tay, nó nhảy ra nhánh. Thằng Quyên há mồm hồi hộp. Bắt mau, mau. Đó, 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 nó nhảy vô đó con, chụp, chụp đi. Nghe tiếng nó là bào thấy roi đòn đánh đập, thấy máu đổ như những trận đòn hôm trước. Bào cắn răng cho bớt trung, nhẹ nhẹ thò tay ra, nhổm mình, giới tới, chụp dính con chim vàng. Chim chóe lên, mẹ con nó mừng quýnh thằng quyên nhảy dựng lên được chim rồi vỗ tay bôm bóp bà có cảm giác như khi mình đuổi theo trâu bị sập những hầm giếng cạn ruột thoát lên hai chân bào sập vào không khí tay bơi bơi mặt bào tối đen bào rơi xuống như trái thị mặt bào đập vào gốc cây máu nước mắt đầm đìa cả mặt trời ơi con chim vàng cũng bị đập xuống đất đầu bể nát trong cơn mê mê tỉnh tỉnh bảo nghe văn dặn tiếng cuốc nghe mẹ con thằng quyên kêu trời ơi bảo chống tay ngồi dậy máu từ trên đầu nhảy trên những chiếc lá quấn vào mình nhỏ giọt bảo cố đem toàn lực dùng dậy nhưng tay lại khuỵu xuống đầu ngã xuống dũng máu mắt bào chập chờn thấy bàn tay mẹ thằng quyên thò xuống tay bào giới tới giới mãi giới mãi nhưng cũng chẳng giới được ai té ra mẹ thằng quyên thò tay nâng lấy xác con chim vàng bào lại nghe tiếng tắt lưỡi Trời ơi, con chim vàng của con tôi nó chết rồi. Hà Nội, 8 tháng 1 năm 1956 Mưu Trê Điều